xử phạt tước giấy phép lái xe nữ tài xế mở cửa ô tô khi đi trên quốc lộ 1A. Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa có quyết định xử phạt hành chính chủ phương tiện tước giấy phép lái xe đối với nữ tài xế mở cửa ô tô khi đi trên quốc lộ 1A. Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc ô tô con mang biển kiểm soát 36A905XX lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Bỉm Sơn không đóng cửa lên xuống gây mất an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với đơn vị liên quan xác minh sự việc. Qua đó xác định khoảng 14 giờ 30 phút tại km 293 quốc lộ 1A, chị NTH sinh năm 1989 trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 36A905XX chở theo một tấm pano. Vì tấm pano quá lớn, chị H đã mở cửa lên xuống phía sau bên phải của xe để vận chuyển. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế 1,4 triệu đồng và chủ phương tiện 6 triệu đồng. Đồng thời, nữ tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng với các lỗi không đóng cửa lên xuống xe khi đang chạy, chở hàng quá kích thước bao ngoài của xe. Vụ phong bì đăng kiểm trên hóa đơn gara ô tô mất 10 phút để vào đăng kiểm. Thưa quý vị, gara ô tô ở Hà Tĩnh đã cung cấp hóa đơn tạm tính cho khách hàng có mục đích chi 1 triệu đồng với dòng chữ phong bì cho đăng kiểm. Qua xác minh, chiếc xe này mất khoảng 10 phút tính từ lúc vào bãi đậu đến lúc vào dây chuyền đăng kiểm. Ông Nguyễn Quang Thông, đại diện nhóm chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3805D đóng tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nắm được thông tin liên quan đến gara ô tô đưa xe của khách đi đăng kiểm tại trung tâm, xuất hóa đơn tạm tính cho khách có mục đích chi 1 triệu đồng phong bì cho đăng kiểm, trung tâm đã tổ chức cuộc họp để làm rõ. Chúng tôi họp phân ra hai mảng, mảng nghiệp vụ nơi tiếp nhận hồ sơ và mảng kiểm tra ở dây chuyền. Tất cả các thành phần đều đã có mặt. Các nhân viên đều nói là hoàn toàn không có quan hệ gì với khách hàng đưa xe đi đăng kiểm, làm việc khách quan như những khách hàng khác. Không có nhân viên nào nhận tiền thừa, thái độ phục vụ ân cần. Họ cam kết và ký vào biên bản họp như thế, ông Thông nói. Ông Thông cho rằng mỗi ngày tại trung tâm với 3 đăng kiểm viên cho phép đăng kiểm tối đa 70 xe. Song do địa bàn manh mún, tỷ lệ xe con ít, xe tải nhiều, xe tải vào đăng kiểm một công đoạn mất từ 35 đến 40 phút. Nhưng sau đó không đạt, họ quay về rồi lại đưa xe đến. Như vậy, một xe có thể vào 2 lượt trong ngày, làm chậm tiến độ của những xe đã đặt lịch trước. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 10 tháng 5 vừa qua, nhân viên Gara BV Canada có địa chỉ tại số 29 ngõ 15 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh đã đưa ô tô có biển kiểm soát 38DXX hiệu Kia Morning màu đỏ lên tại trung tâm này đăng kiểm. Tuy nhiên, chiếc xe nói trên vào bãi đậu nhưng chỉ mất khoảng 10 phút sau, chiếc xe này lại nhanh chóng vào dây chuyền để đăng kiểm. Trước câu hỏi, tại rất nhiều trung tâm, hiện tượng xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm, có người phải chờ từ 2 đến 3 ngày mới đăng kiểm được. Vậy, tại sao chiếc xe biển kiểm soát 38D hiệu Kia Morning màu đỏ chỉ mất khoảng 10 phút là đã được vào đăng kiểm? Ông Phạm Quang Thông xác nhận, khi trích xuất camera, tôi thấy 16 giờ 34 phút ngày 10 tháng 5, xe vào bãi đậu, đến 16 giờ 45 phút, xe đi vào dây chuyền đăng kiểm. Phía chủ đầu tư cũng cho rằng, quá trình kiểm tra ở phòng nghiệp vụ thu nhận hồ sơ, thì xe biển kiểm soát 38DXX hiệu Kia Morning màu đỏ nói trên không đăng ký lịch đăng kiểm trước. Xe không đặt lịch trước nhưng chỉ mất 10 phút là được vào dây chuyền đăng kiểm. Vậy ông có thấy điều gì lạ ở đây? Trong khi theo quan sát một ngày ở trung tâm vẫn có nhiều xe xếp hàng chờ đăng kiểm, phóng viên hỏi. Về vấn đề này, ông Phạm Quang Thông cho hay. Việc này chưa có cơ sở nên tôi chưa dám phát ngôn, việc tế nhị nên tôi cũng không nặng nề. Tôi chỉ quan tâm là làm việc không nhận tiền, không làm sai quy trình. Hoặc có thể xếp lốt nhưng xe này có việc bận, có thể thương lượng với xe khác để vào đăng kiểm trước. Nếu như hôm đó chen lấn sẽ ra tranh cãi thì lại ra việc khác. Nhưng tôi kiểm tra dây chuyền, bình ổn, quy trình tuyệt đối không sai, nhận hối lộ không có. Ngoài ra, ông Phạm Quang Thông cũng cho rằng phía trung tâm đã thống nhất chờ kết luận của cơ quan công an. Hiện cảnh sát kinh tế đã làm việc, chúng tôi đã cung cấp hồ sơ và đang chờ họ kết luận, ông Thông nói thêm.
Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh hóa đơn tạm tính cho khách hàng của một gara ô tô ghi các khoản tiền chi phí đăng kiểm. Đáng chú ý, mục thứ hai trên hóa đơn có chi phí 1 triệu đồng kèm dòng chữ phong bì cho đăng kiểm. Dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng có nhiều sai phạm. Thưa quý vị, sai phạm về đất đai xây dựng của thủy điện Đắc Ba, tỉnh Quảng Ngãi đã được các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện. Thế nhưng, dự án này vẫn được hoàn thành và đi vào vận hành. Dự án thủy điện Đắc Ba được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2015. Sau 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án được nâng tổng vốn đầu tư lên 1.085 tỷ đồng. Dự án do công ty cổ phần Bách Thiên Lộc làm chủ đầu tư. Tháng 1 năm 2023, thủy điện Đắc Ba hoàn thành toàn bộ các hạng mục và đi vào vận hành thương mại. Đến thời điểm này, sản lượng phát điện đã đạt trên 40 triệu kWh. Đáng nói, dù đã đi vào vận hành, nhưng phần lớn diện tích của dự án chưa được nhà nước giao đất cho thuê đất. Ông Nguyễn Hữu Đăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc cho biết, tổng diện tích dự án gần 35 hectare, trong đó chỉ có 3,5 hectare đã được cấp cho công ty. Đây là phần diện tích xây dựng nhà máy, nhà điều hành, trạm phân phối và một phần kênh xã. Phần lòng hồ, một phần kênh xã của dự án vẫn chưa được tỉnh giao đất cho thuê đất. Phần lòng hồ đang vướng thủ tục xử lý tài sản công, một phần kênh xã chưa được phép xây dựng, ông Đăng thừa nhận. Theo ông Đăng, công ty muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, do đó đơn vị này đã thực hiện song song việc xây dựng và xin thuê đất. Tuy nhiên, do thủ tục về đất đai kéo dài nên dự án đã hoàn thành nhưng thủ tục về đất đai chưa hoàn thiện. Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo khó khăn, đề nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đất đai nhưng đến nay vẫn chưa xong, ông Đăng nói thêm. Không chỉ tích nước khi chưa được giao đất, công ty cổ phần Bách Thiên Lộc còn xây dựng phần kênh xã trái phép. Theo thiết kế, một phần tuyến kênh xã của dự án băng qua tuyến đường DT05, đây là khu vực nằm trong quy hoạch đô thị huyện Sơn Tây. Để thực hiện hạng mục này, doanh nghiệp buộc phải xin cấp phép xây dựng. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây đã có văn bản yêu cầu công ty Bách Thiên Lộc xin giấy phép theo quy định. Tuy nhiên, công ty này vẫn ngang nhiên xây chui và hoàn thiện hạng mục này đưa vào sử dụng. Ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây cho biết, chủ đầu tư không kịp thời báo cáo tiến độ thi công và trình tự pháp lý của dự án cho các cơ quan liên quan. Điều này dẫn đến việc giám sát, quản lý đối với dự án còn thiếu sót. Các cơ quan chuyên môn đang xem xét xử lý sai phạm của công ty. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu công ty cổ phần Bách Thiên Lộc phải hoàn thiện thủ tục xin thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, ông Giang nói.